Người Việt Nam đang sống trong những ngày tràn ngập những cái thông tin về các hãng công nghệ Việt. Ô tô Việt Nam thì xuất khẩu đi nước ngoài, BKV không kém cạnh nhá. Hai người nghỉ việc. Đây là một câu chuyện mà sáng nay rần rần ở khắp các mặt báo. Hai công thần đó là anh Ngô Tuấn Anh và cũng như anh Vũ Thanh Thắng đã nói lời chia tay tập đoàn an ninh mạng hàng đầu Việt Nam, đó là BKV. Hai người này thì không hề là mới, bởi vì người thứ nhất có 19 năm cống hiến tập đoàn của chủ tịch Nguyễn Tử Quảng, người thứ hai cũng đã làm việc ở đây tận 20 năm. Cả hai anh sẽ cùng nhau để mà khởi nghiệp với một công ty bảo mật tên là SafeGate, là startup trong lĩnh vực an toàn thông tin. Người cũ BKV là chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng. Và bên cạnh đấy, hiện tại ông Tuấn Anh đang giữ Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam. Wow! Trước khi anh Thanh Thắng và cũng như anh Tuấn Anh nghỉ việc thì hồi tháng 7, tập đoàn của BKV cũng đã có một Phó Chủ tịch khác, đó chính là ông Vũ Ngọc Sơn đã nghỉ việc. Sự ra đi của anh Vũ Thanh Thắng và cũng như là anh Ngô Tuấn Anh